Apple tường thực trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone mới trên YouTube. Apple sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt trong nhà hát Steve Jobs, thuộc khuôn viên trụ sở chính hình đĩa bay của hãng để trình làng loạt iPhone mới vào ngày mùng 10 tháng 9 tới đây. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của Apple, không chỉ thu hút sự chú ý của giới công nghệ và với cả những ai yêu thích các sản phẩm của quả táo, cũng như các sự kiện đặc biệt trước đây của Apple. Quả táo sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này để những người quan tâm có thể theo dõi sự kiện. Tuy nhiên, nếu như trước đây các sự kiện của Apple thường ưu tiên người dùng các thiết bị của Apple hoặc máy tính chạy Windows mới mới có thể xem được sự kiện, thì giờ đây, Apple lần đầu tiên sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone mới trên YouTube. Động thái này của Apple sẽ giúp những người quan tâm có thể theo dõi sự kiện ra mắt iPhone mới được dễ dàng và thuận tiện hơn, ở trên bất kỳ thiết bị nào mà không cần quan tâm đến hệ điều hành mình đang sử dụng. Từ các thiết bị chạy iOS, Windows hay Android hay bất kỳ thiết bị nào có cài đặt sẵn ứng dụng YouTube, giới phân tích cho rằng, quyết định tường thuật trực tiếp sự kiện ra mắt iphone mới trên youtube là động thái để giúp loạt iphone mới của hãng có thể tiếp cận người dùng nhiều hơn ngay từ khi mới được ra mắt với hy vọng có thể lôi kéo sự chú ý của người dùng người vào sản phẩm để có thể tăng doanh thu cho loạt iphone mới nói một cách đơn giản đây là cách apple tiếp thị cho sản phẩm của mình ngay từ khi sản phẩm được ra mắt